Yo, what's up anh em, là mình Nguyên Viper đây. Và hôm nay có vẻ sáng nay hơi chán nhỉ các bạn. Nhưng không sao, chiều nay mình sẽ quay thêm một video nữa. Bảo đây bố mình. Nếu các bạn hỏi vì sao và thế nào, ý mình là mèo biết. Rất cả nồi. Bố mình kia. Và lại xin giới thiệu lần tiếp theo. Đây là bố mình đang rất vất vả. Và đây lại là cái con xe cùi bắp đó. Và đây bố mình. Các bạn có thể thấy bố phải xách đủ thứ khổ sở ra thì mình chẳng cần làm gì. Quách bố ơi này. Và thêm nữa, nhớ ủng hộ subscribe đi, nhớ ủng hộ subscribe mình nha. Quay xong mình sẽ có một video thứ ba. Chỉ là sợ các bạn nào chán. Chán ấy mà. Ý mình là chỉ sợ các bạn chán thôi. Nhưng những bạn nào mới thì có thể xem video. Video thứ ba mình sẽ kể về những fan lâu rồi thì đừng xem, bởi vì mình quay nhiều thì hay chán lắm. Những bạn mới lên xem. Thêm nữa, lúc đấy mình sẽ đi máy bay. Và đây cũng là lần đầu tiên mình quay phim trên máy bay. Bố ơi, con lên xe nhá. Nào bố, bố. Fan đang chờ bố kìa. Hi. Những bạn nào mới thì xem video thứ hai của mình quay. Nó đơn giản là về mấy cái chuyện, về cái chuyện đi máy bay thôi mà. Cứ đùng hồi hồi. Vì có thể chiều nay mình sẽ quay phim, hoặc là nếu mình là có thể chiều nay mình sẽ quay game chứ không quay về cái chuyện đi máy bay nữa. Mình vẫn chưa biết cách đặt câu hỏi cho nên chiều nay mình sẽ thử đặt câu hỏi cho các bạn xem các bạn chọn cái nào. Oh yeah, đang trên xe. Hiện tại tí nữa mình sẽ đi chơi. Nhen. Tí mình là đi chơi ở, đi chơi xung quanh thành phố Buôn Ma Thuột ấy. Cũng sướng á. Hỏi
hỏi cái điện thoại mình đang cầm trên tay là gì ấy. Thì đây không phải điện thoại mới của mình đâu, mà là mình mượn của mẹ quay cho chất. Nếu các bạn muốn nói thì mình sẽ nói. Hiện tại trên tay mình đang mượn chiếc Samsung S20 Ultra của mẹ mình. Và mình nhớ ở nhà mình có đặt một cái ốp, bởi vì ốp của mẹ mình nó cổ lố xí. Đây, bố mình đang đợi. Có vẻ như là bố ơi, coi yêu bố lắm. Kia rồi, mẹ mình. Hà lại giới thiệu lần nữa, đây chính là mẹ mình. Chiều nay mình sẽ ra một câu hỏi, đó chính là ngày mai mình sẽ quay vlog. Ý mình là mình sẽ đặt cho các bạn một câu hỏi, thế là chiều nay mình sẽ quay vlog hay quay game? Nếu các bạn muốn quay game thì ok thôi, bởi vì mình đã có mic pro. Các bạn, mình có trò này vui lắm. Đầu tiên các bạn hãy đưa tay và cúi xuống thế này. Rồi cô ơi, và các bạn sẽ ra được một cái khuôn mặt cười rất kỳ dị. Đây, để mình ví dụ. Khuôn mặt này mình tìm được trên TikTok, nhưng mình không phải là một đứa nghiện TikTok đâu. Hiện tại mình cũng chưa có kinh nghiệm edit cơ, cho nên đợi năm sau để mình luyện tập. Vừa nãy ở nhà trọ đúng không các bạn? Tí nữa mình sẽ chạy ra khách sạn của chị với anh mình. Di chuyển tức thôi. Spring, spring. Và đây rồi, đã đến nơi khách sạn của chị mình, của anh chị mình đây. Thật ra mình không có chị ruột, đấy chỉ là chị họ thôi. Chị họ nhưng cũng có cái iPhone 13 đấy. Nhưng mỗi tội không phải phiên bản Pro Max đâu đó. Vẫn chưa thấy ra. Ấy cha cha, mẹ mình sao hôm nay chưa bảo subscribe hay gì ta? À mà quên, nhớ ủng hộ mình một like và subscribe. Ok. Để mình ra xe. Dịch. Mẹ mình và cái khách sạn đó lại trở lại rồi. Đây là chỗ của Lê Tân. Còn đây chắc là chỗ ngồi. Đây cũng là chỗ ngồi. Ngồi đợi chắc đầu. Đây rồi, anh Phúc. Hello.
Hello anh Phúc. Rồi, đây là anh Phúc của mình. Còn đây chị Trà, chị họ của mình. Mình nhớ rõ trên tay có cái iPhone 13. Mối tội không phải hàng Pro Max. Tốt nhất là lên xe. Ai khóa cửa đây? Chào anh Phúc. Xin chào chị Đinh Trang. Đây anh Phúc với chị Đinh Trang. Đấy đấy đấy, thấy rõ là có cái iPhone 13. Ok. Em ở giữa. Chuyến đi này sẽ khá lâu. Đấy, chà chà. Con ơi, xem trong đấy mẹ có để quên cái gì không? iPhone 13. Con lấy tờ giấy đi. Đấy, iPhone 13 của chị mình đó. Khẩu trang có để đấy đi. Các bạn thấy thỏa mãn chưa? Đấy. Nhưng không phải bản Pro Max đâu. Nè, thôi, xong rồi phải dùng điện, mẹ phải dùng điện thoại. À, bố ơi, đi ra công ty Cường đi. Đi thẳng. Thôi quay thế được rồi, quay dài quá các bạn không xem đâu. Quay 10 phút đổ lại thôi. Ok, và tạm biệt các bạn. Bye bye.